Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục là chơi một trận đấu về Yuka trước khi là nó ra mắt ở cái bản chính Liên Quân Mobile Việt Nam. Đây là bản test nhá. Mình sẽ làm clip này gọi là trước cái lúc mà nó ra mắt để anh em có thể là chơi chính thức ở cái bản chính thức Liên Quân Mobile. Ok, cướp xem nào. Đó, thôi cướp rừng luôn, ngon nhẹ chưa? Thôi nói thật ạ, không cướp được đâu, đây là mình chỉ ra dọa thôi. Đó, ơi hay quá, có Ari này. Nào, đứng lại solo, ngộ không chưa đi mất nửa cây rồi. Uầy uầy. Ôi, làm gì bắt nạt bạn tôi vậy? Lên bản điểm số, ôi giời. Hai mạng hỗ trợ ngon quá, ngay từ level đầu tiên và chưa đến một phút là có hai mạng cho Ari rồi. Ôi, vị tướng này béo quá nhờ. Mới những phút đầu tiên là béo quá. Rồi, thực sự thì đánh về vị tướng Yuka này nhiều, khá là nhiều rồi. Nên là mình cũng có một số ít những cái gọi là chia sẻ cho anh em để có thể là chơi tốt hơn khi mà vị tướng này ra mắt ở bản chính Liên Quân Mobile Việt Nam với những cái món đồ kiểu mới này. Rồi, khi mà anh em đánh vị tướng này thì có thể để ý là lượng máu của vị tướng này là cực kỳ thấp, nhưng mà bù lại là lượng sát thương đến từ vị tướng này quá là kinh khủng. Vị tướng này có thể dồn sát thương bằng một combo có thể quật được double tap với những vị tướng máu giấy. Máu giấy cực kỳ... Thôi, bỏ. Thôi, một vài chia sẻ thôi nhá. Khi mà anh em xác định lên vị tướng này là lên thuần sát thương, không có giáp, hoặc là nói chung thì không có máu, không lên tanh, không có tí tanh nào mà lên thuần sát thương, thì mình có một số lưu ý. Đó là vị tướng này máu giấy là một này. Nếu mà lên theo đồ là sát thương chuẩn thì anh em nên... Ôi, máu chiến nhá. Ôi. Thực sự nếu mà lên theo đồ sát thương chuẩn thì anh em không nên vào mở combat với vị tướng này, vì lượng máu của nó khá là thấp. Bây giờ phải cần đấu sĩ châu bò hơn. Đối với những vị tướng mà có lượng máu cao và mở combat lợi thì đợi pha giao tranh anh em có thể là đứng lại và chờ người vào combat thì anh em có thể vào lại luôn. Quá nhòn, đùa. Ây, băng trụ và máu chiến nhờ. Ây. Đó, máu giấy này. Nhưng mà được cái là nếu mà anh em lấy sát thương chuẩn như vậy thì điều đầu tiên thì chắc chắn rồi, anh em cần phải bắt được pháp sư và sát và xạ thủ của team họ. Và nếu mà lên đồ theo kiểu là sát thương như vậy thì chắc chắn một combo có thể hạ được double tap với pháp sư và những vị xạ thủ. Ok, đó là điều mà mình muốn nói về vị tướng này lên full sát thương. Rồi, còn một điều nữa là vị tướng này lên Yuka lên theo hướng là thiên về thuần tanh cũng khá là ổn. Làm gì vậy? Ôi ông này ngộ không máu quá. Nhờn. Chạy sao được. Ok, một mạng. Cuối cùng cũng được một mạng trong tổng số là 3 mạng tím ăn. Hai mạng hỗ trợ, một mạng vừa ăn được của ngộ không rồi. Đó. Vị tướng này lên tanh thì cũng là khá ổn. Với cái độ cô động đầu tiên thì cũng phải nói đến cái lợi của vị tướng này. Đó là khi mà sử dụng kỹ năng thì nó không tốn mana, không tốn nội năng cái gì hết. Nói chung thì rồi hồi chiêu là dùng thôi, không có mất mát gì hết. Thế nên là đã gọi là nó cực kỳ là lợi rồi. Đó. Ôi, mình sẽ làm clip về hướng dẫn lên thuần tanh xem anh em cho anh em xem. Chứ còn đây là mình sẽ làm clip về thiên về thuần sát thương, không biết bá như thế nào. Thật sự thì nó quá là khỏe, quá là khủng khiếp đó. Nhưng mà con này cũng có hiệu ứng khống chế. Ok, một mạng tiếp. Đấy, đi ganh đường nào là chết đường đấy thôi. Với cái độ cơ động của vị tướng này thì lên tanh có thể là mở combat được rồi. Hầu như là những vị tướng nào lên tanh, lên máu thì có thể là vào mở combat thôi. Từ, hay quá nhờ. Hay quá, Ali cũng này. Sống sao, sống kìa. Rồi, thế là vẫn kịp ăn mạng rồi. Không ngờ là cái gậy của vị tướng bự bự này rất là to. Thôi, nhiều thanh niên nói là vị tướng này hóa mình béo. Rồi, nói chung là nói được nói vui đấy nhá. Đó. Cũng là khá bất ngờ khi mà vị tướng này ra mắt khá là sớm ở trong cái bản chính Liên Quân Mobile. Ok, một mạng combo nhẹ nhàng thôi. Hàng này. Khi mà sử dụng kỹ năng của vị tướng này, kỹ năng hoặc là đòn đánh thường thì có thể gia tăng sát thương. Thế nên là anh em phải tận dụng những cái điều đó khi mà lướt tới này.
lướt phát đầu tiên quật luôn, cứ lướt phát thứ hai quật, lướt phát thứ ba quật, nói chung thì phát nào cũng là gây sát thương cao. Ok, kê xem nào, ăn ba mạng rồi, hỗ trợ vốn rồi, quá là ngon lành. À máu chiến, ôi trời ơi, mày lên bảng điểm số 240 vàng ngon thế nhở, rất là ngọt ngào luôn. Bá đạo tốn đâu nữa. Rồi khi mà team ăn 10 mạng thì mình cũng hỗ trợ được một nửa đâu đúng không? Hỗ trợ 4 rồi, gần như một nửa. Nó lại đánh nhau rồi. Đấy, xem nào. Ừ, rồi, ôi ngon chưa này. Vừa xong là một pha combat rất là tuyệt vời, đấy chưa? Khi mà mình chỉ là lên sát thương, chỉ lên sát thương không có tí đồ gọi là giáp hoặc máu nào cả, thế nên là anh em đủ hiểu là vừa xong là phải còn nhờ đến một vị tướng vào mở combat thì mình mới đằng sau mình nhảy sổ tới. Vì vị tướng này cũng có khả năng khống chế. Rồi, một mạng. Xem nào. 1, 2, 3. Vị tướng này có 4 lần vượt địa hình. 4 chiêu thức vượt địa hình. Chiêu đầu tiên thì vượt được 2 lần. Chiêu thứ 2 vượt được tiếp nha. Chiêu cuối nhảy được qua tường luôn. Nói chung thì không còn nói trên tài cơ động rồi. Nằm trong xếp top đại càng gọi là tài cơ động rồi, sánh vai kiểu là Nakaroth rồi. Đó. Này thì chạy đâu? Chạy đâu? Này thì chạy ơi, vãi trưởng. Rồi đấy là vị tướng mới nhá. Chắc nhiều anh em chưa biết, nếu mà chưa biết thì có thể mình đã làm clip về vị tướng đấy rồi. Sống. Đây. Nào nào nào, xin chào. Xin chào bé bụng bự. Ok, một mạng luôn. Rồi rõ mà đối phương cũng là Zuka nhưng mà thoạt hơn mình rất là nhiều. À, một điều nữa là đây là mình đang đánh ở bản chính, bản thử nghiệm Liên Quân Mobile Việt Nam thì cập nhật mùa 4 rồi. Thế nên là đồ họa nó khá là đẹp, đẹp hơn rất là mùa 3 rất là nhiều, anh em nhìn có vẻ rất là lạ mắt. Nhưng mà nó đánh cũng khá là lag đấy. Thật sự là đánh mùa 3 thì cái ping cái mà đường truyền của mình nó không nhảy đâu. Nó rất là xanh nhưng mà hiện tại này nó cứ xanh lại vàng, anh em thể để ý trên góc phải, góc trái màn hình. Đó, nó thỉnh thoảng nó lại giật giật lác lác. Ôi, làm gì Joker bạn tôi vậy, làm gì vậy, ông ơi, đó, lên bàn điểm số rồi. Nhưng mà, không đánh Yuka mà mạng lác như nào, nhảy loạn xạ lên luôn thật sự. Khéo lác đánh giật tung đít lên còn ảo ảo ý. Tăng phần hấp dẫn cho game. Nó nhảy vào combat của Zuka mà. Zuka lộn tùng phèo luôn. Đây đây đấy rồi. Ơi, học võ hết hơi bây giờ. Ôi giời, sơi luôn cả hai này. Không phải xoắn một mạng rồi. Để mình đã nói là không, không phải xoắn luôn đấy. Thật sự. Double tap ăn mạng rất là dễ dàng. Ngon lành thôi. Ngon lành cành đào. Vì cái độ bá đạo của nó rồi mà. Nào nào nào. Ôi giời. Ui giời ơi. Ôi, thôi, mày nhá, thấy chưa, cái vị tướng này cơ động là thế, thế nên là có thể chạy được toát ra khỏi những pha giao tranh rất là dễ dàng rồi. Cố gắng là không bị chết mạng nào. Để xem là có, để xem là nó có được MVP cao không. Rồng nào, rồng là bà con, ăn rồng thôi. Đó, rồi. Thật sự thì nếu mà có cái anh em là có Zuka khi mà mua tướng, gọi là mình chưa có điều kiện thật sự và để có thể là sở hữu tướng ở bản chính thì nó trong ngày mai thì nó sẽ gọi là bán bằng quân huy. Anh em nào có tướng thì có thể là cho mình mượn nick chẳng hạn để có thể mình quay clip và clip hướng dẫn chi tiết về cái bản chính luôn. Còn đây là chỉ là bản phụ thôi. Hứa sẽ ngoan. Ai hi hi. Rồi. Nói vui vậy thôi chứ còn nếu mà có tướng để mà test thì được ở bản chính thì quá là tốt.
Ôi, chạy đâu? Úi giời ơi. Bây giờ là anh cũng rất là từ từ, phải đợi team vào mở combat. Vì lượng máu của mình không đầy đủ, mình chỉ giỡn. Ôi giời ơi, xong 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 xong. Đó đó đó, phải cẩn thận. Lên bàn số. Ôi, quật một phát hai mạng kìa. Phái trưởng. Cũng không ngờ luôn, double tap rồi. Cũng không ngờ là lao tới mà quật một phát hai mạng luôn. Ôi, làm gì bạn tôi vậy? Ông làm gì tôi băng trụ luôn này. Rồi. Hay lắm, Joker nhanh quá. Ok, mình sẽ hỗ trợ. Ôi, nhầm rồi, xin lỗi nhá. Xin lỗi Joker rất là nhiều. Khi mà gọi là lỡ tay quá, lỡ tay quật mất con Blue bạn này. Ok. Hôm sau bù đắp sau chứ. Rồi. Đối phương ung trụ bây giờ không dám lên cao thật sự. Nếu mà bây giờ cho mình solo với Pháp Sư này, hoặc là với Zuka team họ thì dù solo tầm 2 thanh niên thôi là mình có thể là solo được 200% rồi. Thật sự tại vì quá là xanh. Ăn 12 mạng, chết không hỗ trợ 10. Uầy, thế này mà vẫn còn thanh niên nói là mình trong trận đấu này mình KS. Thật sự KS thì KS chứ, nhưng mà hiện tại thì mình hỗ trợ 10 mạng chứ có phải là mình không hỗ trợ đâu. Trong khi đó là team ăn 29 mạng thì mình ăn 12 mạng hỗ trợ 10 mạng thì anh em đủ hiểu là những cái mạng nào đều có mặt của mình không. Trong những pha combat đều không thể nào thiếu mặt của mình được. Mặc dù ăn lắm mạng thật nhưng mà mình cũng rất là lắm điểm hỗ trợ. Ôi, với cả là không, thật sự là không muốn KS đâu. Đây là lượng sát thương của nó là quá là khỏe rồi. Chả nhẽ là nhìn thấy tướng địch lại không đánh, lại chạy đi. Vì cái lượng sát thương của Zuka quá khỏe rồi. Quật một phát nó đủ chết rồi. Mất hơn nửa cây máu thì làm sao. Đó. Rồi sao nào, chạy làm sao. Ôi đấy cho anh em đủ hiểu. Ôi, đủ hiểu chưa, chưa dùng hết combo nhá. Chiêu 1 lao vào, chiêu cuối nhảy một phát mất nửa cây máu, đánh một phát chết luôn cả thanh niên Nakaros rồi còn đâu nữa. Thế là đủ hiểu nó kinh khủng như thế nào rồi. Nó quá là khủng khiếp. Đó, hơi lác lác một chút anh em để ý là cái mạng của mình không được ổn định. Rồi sao đẩy trụ nào. Rồi sao anh cân luôn chú trong trụ này. Em xin lỗi đấy, xin lỗi em nhầm ấy. Em nói đùa. Đùa chút thôi, đừng có tưởng thật. Ấy ơi, Ngộ Không lầy lội quá, đuổi theo cả. Máu chiến nhá. Rồi, thực sự thì không lên đồ hút máu cho vị tướng này, thế nên là cần phải về nhà hồi máu thôi. Ưu tiên vị tướng này anh em có thể lên giảm thời gian hồi chiêu, nhưng mà trong kèm theo những cái món đồ giảm thời gian hồi chiêu cũng phải có cương vật lý để gia tăng sát thương. Chứ còn giảm thời gian hồi chiêu thôi mà không có cương vật lý thì chắc là không thể nào ăn được, không thể nào khỏe được. Vì vị tướng này bây giờ giảm thời gian hồi chiêu, những cái chiêu thức của vị tướng này đã không tốn mana, không tốn nội năng rồi thì anh em cứ giảm thời gian hồi chiêu mà lên thôi. Có chiêu thức là dùng, có chiêu thức... Rồi được sai solo này. Ui giời, ôi, lại nhanh quá, trượt nhanh quá nhờ. Rồi sao nào. Ơi, mình lên, đây là lúc đầu là mình cứ định lên theo đồ lồi lên bàn điểm số. Ơi, làm gì vậy, ông làm gì tôi. Chạy đâu, ui giời, thôi nhảy trượt rồi. Hay quá, ôi, vẫn chạy được, sợ thật. Zuka team họ nhanh quá nhờ. Trong đầu game thì mình có nói là mình định lên full sát thương, nhưng mà thật sự thì đến cuối game này rồi thì anh em cần thêm 1-2 đồ để gia tăng lượng máu chống chịu trong pha combat. Đó chính là rất là lợi hại. Rồi, hai mạng hỗ trợ thôi. Vừa xong là có một pha gọi là có một thanh niên là vào băng trụ rồi, vào tanh rồi thì mình mới dám nhảy chiều cuối vào. Đại thiền sư cú mèo, quả thật là vị tướng này ra mắt là quá là đẹp, quá là khỏe, và bộ trang phục của nó luôn. Nhưng mà ở bản test thì không có trang phục của Zuka. Ok, kết thúc cái trận đấu này thôi. Quay quay, ông bắt nạt ăn 19 mạng, hỗ trợ 12 mạng. Ôi, ăn khá là nhiều. Rồi, lên luôn, đó, đứng hẳn lên bệ đá kìa. Sợ thật, đứng hẳn lên nhà của đối phương mà không bị là sao. Ok, kết thúc trận đấu, xem nào, không chết mạng nào nhá.
Trên bạn nào. Wow, 17.3 MVP. Quá là kinh khủng, quá là cao. Tuyệt vời. Đây là gọi là clip này sẽ gọi là lấy cảm hứng cho anh em để ra mắt ngày mai Yuka sẽ có thể là chính thức đứng ở cái bản chính Liên Quân Mobile Việt Nam và gọi là làm chủ cái bản chính. Trận đấu này team ăn 40/14, trong đó mình ăn 19 mạng, chết không, hỗ trợ 12, kiếm nhiều vàng nhất, đẩy trụ nhiều nhất, gây sát thương nhiều nhất, ăn nhiều mạng nhất, ăn hat trick rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.